Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến. Hôm nay nhân chút thời gian rảnh rỗi thì có Võ cũng nói một chút xíu những thông tin về cái chuyện mà luật sư Trần Quốc Vũ bị kỷ luật để treo cái bằng 2 năm. Thì nếu đánh giá một cách khách quan á, thì cái vấn đề này chúng ta cảm thấy rằng là rất là một cách hơi bất công cho luật sư Trần Quốc Vũ trong câu chuyện này, quý vị. Những cái người mà từ ban đầu tham gia vào cái vụ của Thiền Âm Bình Vũ Trụ đó, trong đó có luật sư Vũ, có anh Dương Trung Hiếu, có Quốc Võ, có anh Thôi Đi Phạm, có khá là nhiều những YouTuber từ ban đầu vào. Thì anh luật sư Trần Quốc Vũ và anh luật sư Mai Tiến Lực là hai người cùng cùng lúc khi mà nhận ra cái câu chuyện mà của Thiền Am lúc trước là tỉnh Thất Bồng Lai đó, khi mà gia đình của ông Thắng bà Mai vào và họ cho đó là 50 tên côn đồ đó, thì hầu như rất là nhiều người rất là bức xúc về vấn đề này, cho nên là họ mới tự nguyện, tức là những luật sư này họ tự nguyện họ vào để họ coi như là tham gia một chuyện cái chuyện này để binh vực tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng mà rồi sau khi mà bước vào trong cái câu chuyện này đó, khi mà tiếp xúc với lại những người trong thiền am đó, thì luật sư Vũ mới phát hiện ra những cái vấn đề nó không có đúng như là những cái gì mà chúng ta xem ở trên mạng xã hội. Trong thời điểm đó đó, thì không biết là luật sư Trần Quốc Vũ này có ký cái bản hợp đồng với lại Nhị Nguyên hay không, tức là coi như là đứng về phía để bảo vệ cho Nhị Nguyên trước bà Châu Vinh Hóa hay không, thì cái đó là chúng ta không biết. Nhưng mà theo những cái gì mà báo chí đã đăng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cũng có thể là có cái bản hợp đồng đó. Tuy nhiên là cái vấn đề của Thiền Am là họ đứng ra là họ hủy hợp đồng, chứ không phải là cái câu chuyện mà luật sư Trần Quốc Vũ tự nguyện hủy hợp đồng để quay sang bên vực cho bà Châu Vinh Hóa đó. Tại vì Quốc Võ cũng đã biết được câu chuyện này từ từ đầu, cho nên là trong những cái cuộc livestream của luật sư Trần Quốc Vũ đó, từ ban đầu đó, thì anh ấy có nói về vấn đề này đó. Nhưng mà hôm nay là báo chí cũng đã đăng rất là nhiều, trong trong đó có luôn cả cái website của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đó, có một cái bản thông báo về việc xử lý kỷ luật luật sư. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong cái bản thông báo này họ viết rất là đầy đủ là vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 đó, có cái thông báo này. Thì ban chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cái quyết định số 04 xuyệt 2022 xuyệt QĐ KL DLS ngày 30 tháng 11 2022 áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư 24 tháng đối với luật sư có tên dưới đây vì đã vi phạm luật luật sư 2006 được sửa đổi bổ sung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư năm 2012 và bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 2019 đó, luật sư Trần Quốc Vũ ha. Chứng chỉ hành nghề Bộ Tư pháp cấp ngày thẻ luật sư số căn cứ khoản 3 khoản 4 điều 38 quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý luật sư ban hành theo quyết định đó của Hội đồng luật sư. Thì ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh các cơ quan tiến hành tố tụng tại Thành phố Hồ Chí Minh được biết. Thì đây là một cái bản coi như là thông báo nội dung có con dấu đỏ của ban chủ nhiệm ký đó. Đó. Và chủ nhiệm là ông luật sư là Nguyễn Văn Trung. Thưa quý vị, thì nói chung là tóm lại là cái bản thông báo này đã xuất hiện rồi. Như vậy là chắc chắn 100% là cái thông tin này là chính xác, chứ không thể nào là giả tạo. Nhưng cái dấu hỏi anh đặt ra ở đây là tại sao luật sư Thanh Trần và Mộc TV đã biết trước vấn đề này để đưa ra trước
trong khi là báo chí chưa ra. Báo chí là đến ngày hôm nay hôm qua là mới ra thôi, còn như là trước đây là mấy ngày thì bên phía của luật sư Thanh Trần và TV cũng đã đưa cái bản thông báo này lên rồi. Thì nó là lý do gì quý vị? Tại sao là họ đã biết trước quý vị? Một câu hỏi thiệt lớn, phải chăng là những cái người này họ nhúng tay vào cái việc này để coi như là trù dập luật sư Trần Quốc Vũ? Nhưng mà thật sự mà nó nói á, là nếu như chúng ta đánh giá cách khách quan về câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là luật sư Trần Quốc Vũ là không phải là cái như là luật sư trong báo chí nào quý vị, họ đăng lên những cái bài báo rất là coi như là bôi xấu, nó giống như là luật sư hai mang, tức là đứng đứng bên này mà coi như là trong bên kia, coi như là đã nhận cái hợp đồng từ bên này rồi mà lại hủy bỏ, cũng có thể là bên kia là nhiều tiền hơn để bỏ cái vụ kiện vụ bên này để nhảy qua bên kia để bảo vệ bên kia. Nhưng thật sự thì trong từ đầu á quý vị, thì chúng ta biết rõ ràng rằng là luật sư Trọng Vũ đã bị coi như bên phía Thiền Am là họ đã hủy hợp đồng, cho nên là anh ấy là mới là đứng về phía bên kia, chứ không thể không phải cùng một lúc mà coi như là đã lãnh bên này rồi mà còn lãnh bên kia nữa quý vị, không phải là như vậy quý vị đó. Mình đứng đánh giá cách khách quan thôi ha. Nhưng mà đến thời điểm này thì các thành phần khác giống như là những luật sư mà ở ngoài cuộc á, chỉ trích bôi nhọ cách rất là thậm tệ luôn đó. Giống như là ông luật sư Trần Văn Sĩ đó, ông cũng có một những cái bài nói chuyện nói về luật sư Trần Quốc Vũ, những cái lời chỉ trích mà ông Sĩ thì đối với luật sư Vũ thì là một người tiền bối mà. Ông Sĩ thì lớn tuổi rồi, còn luật sư Vũ thì còn trẻ mới 39 tuổi thôi. Thì nói chung là nếu như mà cũng trong ngành nghề với nhau, không cùng chung một đồng nghiệp, thì nói chung là mình cũng thấy mà đàn em mình có những cái gì mà nó chưa đúng thì mình cũng góp ý một cách là chân thành để mình xây dựng, để làm cho tốt hơn, chứ không phải là mình vì cái lý do đó mà mình trù dập, mình làm cho coi như là mọi thứ nó tồi tệ. Thì thật sự thì không 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 nên như vậy, phải không ạ? Không nên như vậy. Nó đánh giá cách khách quan là như vậy quý vị. Thì trong cái chuyện này nó có nhiều cái tình huống lắm, mà sáng nay Quốc Võ cũng vừa mới xem một cái livestream của anh Tony Phạm, có show ra cho chúng ta thấy là một cái tin nhắn của bà luật sư Thanh Trần nhắn với Tony Phạm về cái vấn đề của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, thì mình cảm thấy rất là ghê 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 sợ luôn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cho quý vị coi một đoạn chút xíu, đoạn ngắn mà trên kênh của Tony Phạm nói về luật sư Thanh Trần, khi mà luật sư Thanh Trần này chat qua chat lại đối với Tony Phạm đó, nói về cái đoàn luật sư này như thế nào nè quý vị. Rất là khiếp luôn. Luật sư thành phố mình chỉ biết thu tiền đoàn phí 2 triệu 500 ngàn đồng một năm ha, và xử lý kỷ luật luật sư thì làm nhanh lắm, các bạn thấy không, xử lý kỷ luật luật sư thì rất là nhanh, nhưng mà sao còn quyền lợi và bảo vệ khi luật sư chửi hoặc bị đánh á, thì đéo có lên tiếng à các bạn. Đó quý vị thấy không? Coi như là anh Tony Phạm vừa mới nói về mới show ra cho chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái dòng mà tin nhắn qua lại giữa Thanh Trần và Tony Phạm, nói rằng là coi như là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đó chỉ biết thu tiền đoàn phí thôi. Cái mỗi người như vậy đó, nếu mà vào trong cái đoàn luật sư này đó, mỗi thành viên như vậy đó thì phải đóng là 2 triệu rưỡi một năm, tức là khoảng 100 đô đó quý vị, là mỗi năm là mỗi thành viên phải đóng. Mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì không biết là có bao nhiêu thành viên, không biết bao nhiêu trăm bao nhiêu ngàn luật sư, không biết đó, cái đóng vào đó. Và khi xử lý kỷ luật luật sư thì làm rất là nhanh lắm đó, giống như luật xử lý kỷ luật mà giống như ông Trọng Quốc Chủ đó thì làm rất nhanh. Còn mà quyền lợi và bảo vệ khi luật sư bị chửi hoặc đánh thì không lên tiếng, mà dùng những từ rất là thô tục, phải không ạ? Cho nên là Quốc Võ cũng không có muốn nhắc lại những cái từ thô tục này ở trên cái kênh của mình đó. Mình nhìn vào mình thấy rõ ràng là như vậy quý vị. Thì quay lại cái câu chuyện mà của luật sư Trọng Quốc Vũ mà bị thông báo về việc xử lý kỷ luật mà treo bằng trong vòng 2 năm này đó, thì mình thấy rõ ràng rằng là tại sao lại có cái vấn đề này xảy ra. Nếu mà luật sư Vũ mà bị vi phạm cái vấn đề này thì làm sao lại tòa lại cho cái quyền tòa án
lại cho cái quyền là đứng lên để bào chữa cho bị cáo Tô Vinh Hóa được ha? Cái này là chúng ta phải phải coi lại, bởi vì nếu như đã ký hợp đồng với lại bên phía của Nhị Nguyên để là bảo vệ cho thân chủ của mình, thì tại sao lại được quyền là đứng lại đứng ngược lại phía bà Châu Vinh Hóa để bảo vệ Châu Vinh Hóa và đã thắng trong cái vụ đó đã coi như là đã làm tròn cái vai trò của một luật sư là bảo vệ cái quyền lợi cho thân chủ của mình là bà Châu Vinh Hóa và đã thắng trong cái phiên tòa đó được. Cho nên chúng ta phải đặt một cái dấu hỏi thiệt lớn là vấn đề này, không biết là có những cái thành phần tổ chức nào nhúng tay vô để coi như là coi là nhúng tay vô bên phía của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đó, để họ đưa ra cái quyết định thông báo này, mình cũng không biết được, không ạ. Cho nên là đây là một trong những cái vấn đề về một sự mà hơi bất công đối với luật sư Đoàn Quý Vũ mà chúng ta cần phải xem xét kỹ và lên tiếng vấn đề này. Rồi bên cạnh đó thì hôm nay cũng thấy báo chí đăng lên tùm lum rất là nhiều những bài báo, trong đó có báo Việt Giải Trí, .com vân vân. Thì có một cái bài viết như thế này quý vị: tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư Trần Quốc Vũ vì hai mang trong vụ tịch thất bồng lai. Cái chữ này thì nó viết này nó hơi nặng quý vị. Hai mang. Không biết là báo chí họ đã coi như là nắm vững thông tin chưa ha, mà vội vã đặt một cái từ này như thế này. Đó. Thì họ viết như thế này quý vị: ông Vũ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với Lê Thanh Nghị Nguyên là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, nhưng sau đó ông Vũ lại tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với bà Châu Vinh Hóa. À, cái này là phía bên phía của Thiền Am họ đã hủy hợp đồng rồi, không? Họ đã hủy hợp đồng và đuổi coi như là luật sư Vũ ra khỏi tỉnh thất Bồng Lai. Thì anh ấy mới có được quyền chứ, đâu phải là khi mà không được ký hợp đồng bên này rồi bị đuổi ra rồi thì lại là từ bỏ không được ký hợp đồng với người khác đâu, phải không ạ? Vậy cái nghề của họ là luật sư mà. Bây giờ mình đọc tiếp coi như thế nào. Luật sư Trần Quốc Vũ là cái tên đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý tại công ty văn phòng luật sư và 5 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật ngân hàng, thừa kế hôn nhân và gia đình, doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, tranh tụng xử lý thu hồi nợ, giải quyết tranh chấp lao động, hôn nhân và gia đình, thừa kế, doanh nghiệp, thương mại, hình sự, vân vân. Mới đây, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư Trần Quốc Vũ, sinh năm 83. Theo đó, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên đối với luật sư Trần Quốc Vũ, trưởng văn phòng luật sư Thịnh Quốc, vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng vụ án hình sự. Cụ thể thì ông Vũ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với ông Lê Thanh Nghị Nguyên là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, hay có tên khác là Thiền Âm Vũ Trụ, đóng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhưng sau đó ông Vũ lại tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với bà Châu Vinh Hóa là bị cáo trong cùng vụ án trên. Quyết định của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của luật sư Vũ đã vi phạm điểm A khoảng 1 điều 9 trong luật sư, quy tắc 15.1, quy tắc 15.3.3 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Luật sư Việt Nam năm 2019. Cái này là nếu mà cái vấn đề này xảy ra thì tại sao luật sư Vũ lại có quyền hợp pháp để đứng trước phiên tòa để bảo vệ cho bà Vinh Hóa được quý vị? Mình cảm thấy rất là nghi ngờ, có những cái điều gì đó nó không có được rõ ràng ở trong câu chuyện này, đúng không ạ? Nếu như bà đã ký hợp đồng với là Nhị Nguyên hả, thì làm sao anh ấy có thể ký hợp đồng với bà Châu Vinh Hóa cùng lúc mà để có thể đứng trước phiên tòa để bảo vệ bà Châu Vinh Hóa trước phiên tòa được, và cái vụ án đó đã được xử xong, đúng không ạ? Đây là cái vụ án xảy ra tại tỉnh Bồng Lai vào cuối tháng 10 2019, vì tìm con gái là Diễm My nên cha mẹ của cô gái này đã cùng 16 người tìm đến tỉnh thất Bồng Lai, và tại đây một vụ xô xát giằng co xảy ra. Bà Châu Vinh Hóa bị cáo buộc đã cầm gạch men ném trúng mặt Lê Thanh Nhật Nguyên, gây vết thương tích là 13% cho ông này. Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bà Châu Vinh Hóa 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, nhưng sau đó cấp tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân huyện Long, tỉnh Long An tuyên chuyển thành án treo.
Ông Lê Thạnh Nghị Nguyên sau đó liên quan tới ví dụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân mà cơ quan tố tụng cáo buộc ông Lê Tùng Vân, tức thầy ông nội, có vai trò chủ mưu cầm đầu. Ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù và 5 bị cáo còn lại tuyên phạt từ 3 tới 4 năm tù cùng về tội danh trên. Riêng Lê Thanh Nghị Nguyên bị mức án 3 năm 6 tháng tù. Trong vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai, có một người được cho là nạn nhân bất ngờ khác là cô Bùi Ngọc Trâm, còn có pháp danh là Trân Ngọc Xuân, một tình nguyện viên chăm sóc các trẻ em trong thiền am. Cô Trâm làm thủ tục xin con nuôi từ bệnh viện Từ Dũ. Luật sư Trần Quốc Vũ đã làm một cái loạt video làm nhục cô Bùi Ngọc Trâm với tựa đề cô gái ấy đã đắc đạo sau 9 tháng 10 ngày. Vũ lấy hình ảnh từ mạng chỉnh sửa và đăng tải lên YouTube kèm theo những lời nói bôi nhọ hạ nhục cô Trâm. Trước đây Vũ đã từng sản xuất phát tán hàng ngàn video nhằm bôi nhọ và hạ nhục những người trong thiền am. Khi cô Bùi Ngọc Trâm tố cáo Trần Quốc Vũ về hành vi làm nhục người khác đến công an huyện Gò Vấp thì Trần Quốc Vũ không đến trả lời. Đặc biệt luật sư Trần Quốc Vũ còn từng vinh danh bà Nguyễn Phương Hằng, người đã bị tạm giam như là Bồ Tát giữa đời thường, là mỹ nhân cứu anh hùng. Hay trước đó hơn một tuần, sau hơn một tuần tổ chức đám cưới rình rang cùng ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân, vua cá coi Việt Nam doanh nhân Thắng Ngô gặp không ít ồn ào về chuyện hôn nhân. Sau khi chủ động bảo vệ tổ ấm gia đình bằng cách khóa toàn bộ trang cá nhân, fanpage mạng xã hội, nam doanh nhân đã có cuộc gặp gỡ cùng với luật sư Trần Quốc Vũ. Anh đã đáp trả những nghi vấn xôn xao trong thời gian qua. Cái bài viết này quý vị, cái bài viết này là của một cái người người viết nào đây, tên là Jenny. Tại sao là phóng viên của Việt Nam mà có tên là Jenny thì không biết. Thấy hơi lạ. Có vẻ như là đã lôi ra tất cả những cái góc khuất của luật sư Trần Quốc Vũ trong thời gian vừa qua. Và không mấy thiện cảm đối với cái câu chuyện của luật sư Trần Quốc Vũ. Phải không ạ? Khi mà chúng ta đọc cái bài viết này thì chúng ta thấy rõ ràng. Hiện tại bây giờ đó, theo mà chúng ta được biết đó, rằng là còn một số những nhân vật, một số những YouTuber mà vẫn tiếp tục bên vực ủng hộ bên phía thiền am đó, khi mà cơ quan chức năng họ đã xử lý xong cái vấn đề này và xử lý xong về cái vấn đề về 331 và tiếp tục xử lý cái vấn đề về lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó, nhưng mà họ vẫn còn tiếp tục bên vực và họ bất chấp và họ lương lẹo ha. Đặc biệt rằng là bên phía của bà Lan Hai Lúa, là quý vị thấy rõ ràng là ngày hôm qua khi mà Đạt Long An đã đưa ra một cái đoạn ghi âm của một cái người tên là Nhung Đỗ nói chuyện với bà Lan Hai Lúa về cái vấn đề về 200 đô mà một cái người ở bên Mỹ tên là Tố Nga đã gửi tiền về để thuê giang hồ mà làm việc với lại Yến Nguyễn đó, thì bị khi mà một cái người tên là Toán Trần, tức là YouTuber Toán Trần, đứng lên nói rằng là bà Nhung Đỗ này là bả là ăn chặn 200 đô cái này cái nọ rồi đó, rồi nói những từ rất là nhục mạ, rất là thiếu văn hóa về phía của bà Nhung Đỗ, thì bà Nhung Đỗ rất là bức xúc cho nên mới nói chuyện với lại bà Lan Hai Lúa đó. Thì bà này, cho nên cái câu chuyện rất là rõ ràng giữa câu chuyện của hai người và giọng nói, chúng ta thấy rõ ràng là người thật việc thật đó. Nhưng mà bà Lan Hai Lúa thì lại nói rằng là làm, nếu mà khui cái vụ này ra đó thì sẽ làm tổn hại đến các thầy đó, các thầy ở trong thiền am đó, cho nên là nó nói rằng là bà Lan Hai Lúa kêu bà Dung Đỗ này là nên là chối đi ha, chối bỏ sự thật đi. Như vậy chứng tỏ rằng là những người này họ rất là lương lẹo và họ dối trá, quý vị đúng không ạ? Lúc nào cũng nói rằng là ở trong thiền am là khổ cực rồi cái này đó, rồi không dám ra ngoài ăn, thì họ tự tố ăn cho họ đâu phải là người khuyết tật đâu, phải không ạ? Và phải nói họ đóng kịch rất là giỏi luôn đó. Những người này phải nói rằng đóng kịch rất giỏi. Hôm nay thì nói chung là Quốc Võ có một cái bài nói chuyện này để coi như là ủng hộ tinh thần của luật sư Trần Quốc Vũ
giống như là bị một cái nạn. Khi mà mình nhúng tay vào câu chuyện của thiền am á, thì có người thương, có người ghét vân vân, nhưng mà rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng đến không chỉ là bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình. Cho nên là đây cũng là một cái nạn, thì coi như là chúng ta cùng chung cái chí hướng đó, thì chúng ta cùng hãy ủng hộ về tinh thần cho trụ sư vận vũ trụ. Cũng mong rằng là anh cũng vượt qua cái nạn này ha, và thật sự thì không phải là bị tước bằng đâu. Cái này là chỉ là tạm thời treo bằng trong vòng 24 tháng, và anh cũng có cái quyền để tư vấn pháp lý cho những người khác. À, không có được đứng trước phiên tòa để như là mình làm việc trước phiên tòa, nhưng mà vẫn tiếp tục tư vấn pháp lý cho những cái người mà thân chủ khác được. Đó. Rồi. Bây giờ xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật tốt lành, và xin hẹn gặp lại quý vị vào cái đường live sắp tới nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.